bản quyền là gì? Thank you.
tục là cái cơ sở để có thể phát sinh những tiêu cực. Thực tế những thảo thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua xây dựng đạt hoặc họa tiết sọc đơn giản, đa số người lớn để mua biển số xe thì cũng cần quy định về quyền lợi của chủ biển xe, như là họ có quyền tháo ra để gắn vào chiếc xe khác của họ, nhưng thủ tục phải đăng ký với cơ quan chức năng. Khi xe bị hư hỏng hoặc họ muốn bán chiếc xe đó thì có quyền giữ lại biển, và khi đó cơ quan chức năng phải cấp một biển số mới cho chiếc xe đó. Họ có quyền bán lại, nhượng lại biển số xe đó cho tổ chức cá nhân khác với giá cả thỏa thuận mà không bị hạn chế bởi pháp luật. Luật sư Nguyễn Như Thành, công ty luật Chu Vân Royal, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng cần quy định về thời hạn sở hữu của chủ biển số xe, quyền thế chấp, đặt cọc, cầm cố, bảo lãnh và các quyền khác theo quy định của Bộ luật dân sự về quyền tài sản. Người chúng đấu giá biển số xe cũng có thể sử dụng biển số xe này để cho thuê, cho mượn trong các giao dịch dân sự. Nếu được xác định là tài sản thì cũng cần quy định quyền thừa kế đối với biển số xe khi người đứng tên biển số này qua đời. Đây là những quyền rất cơ bản của chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức bán đấu giá tài sản thì phải đảm bảo quyền cơ bản đó của người chúng đấu giá biển số xe. Khi xác định biển số xe là một tài sản thì phải đảm bảo các quyền năng cơ bản của chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Cần phải có những cơ chế để quản lý loại tài sản này nhằm phát huy giá trị của tài sản, đồng thời quản lý phương tiện, quản lý trật tự, an toàn giao thông, quản lý tài sản có đăng ký quyền sở hữu của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Đấu giá biển số xe cần sớm được triển khai để tăng nguồn thu ngân sách, thỏa mãn nhu cầu biển đẹp của nhiều tổ chức cá nhân và giảm bớt những tiêu cực trong việc chọn biển số xe. Tuy nhiên, để tổ chức thực hiện đấu giá biển số xe cũng cần hoàn thiện cơ sở pháp lý. Những quy định đưa ra phải phù hợp với các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của người chúng đấu giá, đảm bảo dễ dàng trong công tác quản lý hành chính, quản lý trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, do tập quán lấy gỗ dựng nhà cùng một số vật dụng phục vụ đời sống, một bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết về pháp luật, nên thời gian qua trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vẫn diễn ra tình trạng người dân vào các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để khai thác các loại gỗ quý về sử dụng. Trước thực trạng này, công an huyện Mù Cang Chải đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Phản ánh của Văn Cường, cộng tác viên cơ quan thường trú Tây Bắc. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, lực lượng chức năng huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba anh em ruột là Thảo A Của, Thảo A Giống và Thảo A Sùng cùng chú tại bản Nà Cắt, xã Nậm Cắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, trong quá trình tuần tra tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải thuộc địa phận bản Nà Háng, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tổ tuần tra bảo vệ rừng tại cơ sở đã phát hiện ba đối tượng trên đang thực hiện hành vi dùng cưa xăng khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 14 tấm ván gỗ khoảng 13 mét khối. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vì muốn báo hiếu bố mẹ già nên đã rủ nhau lên rừng xẻ gỗ làm quan tài sau này. Thảo A Sùng nói: sáng chị ba em tôi mang theo một bãi tơ tay lên rừng để bỏ đường tìm những cây mà đủ khô để xẻ 14 tấm ván. Sau đó bị tổ tuần tra phát hiện. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ nhiều vụ, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, riêng công an huyện Mù Cang Chải đã khởi tố 5 vụ với 31 bị can về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trung tá Phạm Anh Tuấn, đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết: trong 2 năm gần đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng như hạt kiểm lâm huyện, các cơ quan tiến hành tố tụng khám phá nhiều vụ, khởi tố nhiều đối tượng. Yên Bái là địa phương có diện tích rừng lớn với trên 433.000 hecta, trong đó có gần 250.000 hecta rừng tự nhiên, rừng bảo tồn loài và sinh cảnh, tập trung ở các huyện vùng cao như Mù Cang Chải, Trạm Tấu, nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng, đảm bảo độ che phủ rừng trên địa bàn. Ngoài xử lý nghiêm các vi phạm lâm luật, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm bảo vệ diện tích rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Trung úy Lê Diên Kiên, công an xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết:
lực lượng công an xã thường xuyên tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, quản lý rừng và các lực lượng dân quân tiến hành tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên, định kỳ và cũng như là khi có các tin báo hay có cái thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, khi phát hiện những hành vi vi phạm chúng tôi đều tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo cái việc răn đe và cũng như là tuyên truyền giáo dục. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, trạm kiểm lâm xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết thêm. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã, ban quản lý rừng phòng hộ của huyện đã thường xuyên tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn những tình trạng khai thác phá rừng trái phép để xử lý nghiêm, và bên cạnh đó cũng tuyên truyền bà con nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn. Rừng bị xâm hại ảnh hưởng lớn tới môi trường sinh thái và cần rất nhiều thời gian, công sức, tiền của để có thể khôi phục. Vì vậy, ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng thì cũng rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, nhất là người dân cần nâng cao ý thức, nhận thức trong bảo vệ rừng, bởi bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi xanh của mỗi chúng ta. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Chuyên mục giảm đau đúng cách cho bệnh xương khớp. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục giảm đau đúng cách cho bệnh xương khớp. Trong chuyên mục lần trước, chúng tôi đã cung cấp tới quý vị một thông tin rất quan trọng, đó là Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chiết xuất thành công tinh chất KG1 từ cây địa liền, một hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm rất tốt cho bệnh xương khớp. Và ngày hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà, chủ nhiệm đề tài này, sẽ tiếp tục mang tới cho quý vị những thông tin thú vị về tinh chất KG1. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vâng, xin chào Tiến sĩ Lê Minh Hà. Vâng, xin chào quý vị thính giả của chương trình. Thưa Tiến sĩ Lê Minh Hà, được biết thì từ việc nghiên cứu tìm ra quy trình chiết tách KG1 ở quy mô phòng thí nghiệm đến việc triển khai áp dụng quy trình vào sản xuất thực tiễn trải qua nhiều khó khăn, Tiến sĩ Lê Minh Hà có thể chia sẻ rõ hơn cho quý thính giả được biết không ạ? Vì KG1 là cái hoạt chất mà có cái nhiệt độ nóng chảy rất là thấp. Cái khó nhất ở trong cái quy trình chiết xuất KG1 là kiểm soát được cái nhiệt độ ở tất cả các công đoạn của quy trình công nghệ, từ cái quá trình chiết xuất cô đặc cho đến cái quá trình tinh chế sản phẩm, để vừa đảm bảo được cái hiệu suất chiết xuất và vừa bảo toàn được cái hoạt tính của KG1. Để chiết xuất cái hoạt chất KG1 ở quy mô phòng thí nghiệm thì không quá khó khăn, nhưng khi áp dụng ở quy mô sản xuất công nghiệp thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều vấn đề. Tôi cùng các cộng sự cũng đã mất nhiều năm liền nghiên cứu để tìm ra được các điều kiện tối ưu để có thể đáp ứng được ở cái quy mô sản xuất công nghiệp. Trong đó thì yếu tố quan trọng nhất là tìm ra được loại dung môi chiết xuất an toàn, phù hợp và kiểm soát được nhiệt độ trong cả quá trình tinh chế hoạt chất. Vâng, như Tiến sĩ Lê Minh Hà chia sẻ thì đây quả là một nghiên cứu phức tạp phải không ạ? Và Tiến sĩ có thể cho biết thêm về tiêu chí lựa chọn hàm lượng KG1 khi đưa vào sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp được không ạ? Dù là cái hoạt chất nào đi nữa, khi mà đã đưa vào sản xuất thì ngoài tiêu chí về hiệu quả còn phải đảm bảo cái tính an toàn cho người bệnh. Bệnh nhân trong suốt cái quá trình nghiên cứu để tìm ra hàm lượng KG1 giúp giảm đau, chống viêm hiệu quả thì chúng tôi luôn làm thêm các đánh giá về tính an toàn của hóa chất này. Vậy thì làm sao để tháo gỡ nút thắt về nhà ở xã hội để có thể đạt được các mục tiêu đề ra thúc đẩy thực hiện nghị quyết số 11 của chính phủ? Tại cuộc tọa đàm gỡ nút thắt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân do Đài Truyền hình Kỹ thuật số BTC phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức mới đây, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng nhận định. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đẩy mạnh các cái giải pháp để đôn đốc hướng dẫn triển khai hai cái gói hỗ trợ của nghị quyết số 11, nghiêm túc dành ra cái quỹ đất nhà ở xã hội trong các cái dự án nhà ở thương mại, tiến hành thanh kiểm tra các cái dự án để đảm bảo thực hiện đúng các cái quy định phát triển nhà ở xã hội, kích thích nguồn cung, đẩy mạnh được cái việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trong cái thời gian tới. Ngày 26/4, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chủ đầu tư là công ty Điền Phúc Thành tổ chức lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội tại phường Long Trường, thành phố Thủ Đức. Cũng trong ngày, công ty Nguyên Sơn thuộc tập đoàn Nam Long khởi công dự án nhà ở xã hội tại huyện Bình Chánh. Các dự án này trong tổng số 18 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đang đẩy nhanh tiến độ sẽ cung cấp hơn 1.300 căn hộ. Hy vọng những thông tin đăng trên báo Thanh Niên trước kỳ nghỉ lễ đã góp thêm niềm vui cho người lao động đang có nhu cầu thực sự về nhà ở. Hà rất mong có thêm nhiều tin vui như thế nữa để ước mơ an cư lạc nghiệp của công nhân lao động trở thành hiện thực. Chuyên mục VOV2 ngày báo xin dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
bạn, chương trình máy ấm công đoàn được Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng phát động nhiều năm nay đã giúp người lao động nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó tạo động lực cho người lao động tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Mời quý bạn tìm hiểu các bài viết máy ấm công đoàn, ấm lòng người lao động của Tuyết Lê, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung. Dọn về căn nhà mới khang trang, chị Lâm Thị Mỹ ở phường Hoa Quý, quận Ngũ Hành Sơn mừng lắm. Thuộc diện hộ nghèo, có hai con nhỏ. Chị Mỹ là nhân viên y tế hợp đồng tại một trường mầm non ở quận Hải Châu, còn chồng làm công nhân trong khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Kiều. Hai năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nên công việc và thu nhập của anh chị bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống. Chị Mỹ cho biết, mấy năm trước, gia đình về ở chung với bố mẹ và các em ở chung trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, anh chị đành thuê nhà trọ ở riêng. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn, mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng và các nhà hảo tâm hỗ trợ vợ chồng chị Mỹ 100 triệu đồng để xây nhà. Vợ chồng chị Mỹ vay thêm ngân hàng xây ngôi nhà mới trên diện tích 70 m². Chị Lâm Thị Mỹ cho biết, có được căn nhà mới giúp gia đình có điểm tựa để cố gắng làm ăn vươn lên trong cuộc sống. Hoàn cảnh của tôi thì rất là khó khăn, hợp đồng của trường này là lương cũng thấp. Hiện nay là các cấp công đoàn thành phố thì hỗ trợ chúng tôi xây nhà, có chỗ che nắng che mưa, có cái nhà thì đổ mưa rất là vui. Cảm ơn các cấp công đoàn của thành phố quan tâm đến người lao động khó khăn. Cũng có cho mình, chị Lê Thị Bích Liệu ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng làm công nhân công ty công viên cây xanh Đà Nẵng, được các cấp chính quyền và các cấp công đoàn hỗ trợ kinh phí để xây nhà ở. Chị Lê Thị Bích Liệu cho biết, hiện đã có nhà mới để ở, gia đình rất vui mừng, tự nhiên mùa mưa bão không phải lo lắng nữa. Nhưng là đồng hồ cũng không nghĩ tới mình có ngôi nhà đẹp như hôm nay, với cái ngôi đối tượng của mình. Cảm ơn các cấp ngành đang làm lao động, họ quan tâm tới mình. Tại phần phát nhà thành phố Đà Nẵng, những năm gần đây, chính quyền và các hội đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trên địa bàn. Cụ thể như hỗ trợ mái ấm công đoàn, trao phương tiện sinh kế, khám chữa bệnh miễn phí cho lao động nghèo ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cho biết, hàng năm địa phương rà soát và lập danh sách các đối tượng khó khăn về chỗ ở, khó khăn trong cuộc sống, phối hợp với tổ chức công đoàn tại các khu vực để có những chính sách hỗ trợ phù hợp cho lao động gặp khó khăn. Nghe đã thích rồi, thấp quá ông nhỉ? Ông cũng nên uống đi. Anh em mình có tuổi rồi, ông nào chẳng em phong độ, uống bổ sung. Tôi yêu hãng. Vì gà nam tâm bình, ô trăm thắng.
Bên kia anh chỉ sang bên kia. Đất của đâu nhỉ? Kỳ Anh, Hà Tĩnh, vẫn đất Hà Tĩnh à? Wow, mình chưa lên cả nhỉ? Tưởng đá nhảy chứ nhỉ? Nó mà không ngăn kia là xe mà nó đi xuống đấy. Hay quá. Với các sự phụ công và thứ 27 về bình đẳng giới, những thành công trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau và công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt đã đóng góp rất lớn vào thành tích của Việt Nam trong bảng xếp hạng chỉ số chính phủ Chandler 2022. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Và phần thành của ta hiện có. Thank you.
Mua được nhà ở xã hội với chính sách hỗ trợ trả dài hạn phù hợp với mức dành dụm mỗi tháng của họ và đặc biệt là gần nơi làm việc. Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua với những chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, cả nước đã hoàn thành 275 dự án với 147.000 căn hộ và đang triển khai 339 dự án với quy mô hơn 370.000 căn hộ. Tuy nhiên, trước nhu cầu lớn về nhà ở của người lao động có thu nhập thấp hiện nay thì chưa đáp ứng như kỳ vọng. Trong đó có nguyên nhân nhiều địa phương chưa quan tâm dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cái chỉ tiêu về mặt mà quy hoạch đối với nhà xã hội được ưu đãi tăng lên 1,5 lần về hệ số sử dụng đất, về mặt độ xây dựng. Nhưng mà trên thực tế là để đáp ứng được yêu cầu này thì hiện nay các cơ quan đẩy qua đẩy lại rất là vất vả, chúng tôi rất là vất vả. Rồi á, cái quy trình thủ tục về nhà ở xã hội rất là phức tạp, cho nên chúng tôi đề nghị là Bộ Xây dựng tới đây nên nghiên cứu cái đề xuất quy hội để chúng ta xây dựng cái quy trình mà phê duyệt nhà ở xã hội đơn giản hơn. Trước thực tế các dự án nhà ở xã hội thường xa nơi người lao động làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng cần thiết có thêm nhiều các dự án xây nhà cho người lao động mua hoặc thuê với giá rẻ gần các khu công nghiệp, nơi làm việc của họ để thuận tiện hơn trong cuộc sống và công việc. Đúng là có cái câu chuyện là có nhiều nơi thì nhà ở rất xa với nơi công nhân. Do trước đây công tác quy hoạch của chúng ta cũng như là cái việc giám sát kiểm tra kém nên dẫn tới là nhiều nơi là cái đất trong khu công nghiệp là đã lấp đầy bằng các cái doanh nghiệp mà không còn cái quỹ đất nhà ở. Do vậy phải chấp nhận xây nhà xa hơn. Thực tế đấy thì chúng tôi cũng đã biết và chúng tôi cũng đã có những kiến nghị trực tiếp với lại chính phủ và các cái cơ quan chức năng. Và thời gian tới cùng với đó là chúng tôi cũng đã đề xuất với chính phủ là dành những nguồn lực trong cái chương trình đầu tư công để tập trung xây dựng nhà ở. Cuối tháng 1 năm nay, chính phủ đã ban hành nghị quyết 11, trong đó có hai gói hỗ trợ để thúc đẩy phát triển nguồn cầu và nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu công nghiệp và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Đó là gói 15.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi với các cá nhân, hộ gia đình thông qua ngân hàng chính sách xã hội, còn doanh nghiệp sẽ được vay vốn để xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với mức lãi suất 2% một năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại. Theo nhiều chuyên gia, bên cạnh bố trí nguồn vốn, chính phủ cần hoàn thiện thể chế, sửa đổi thống nhất quy định về xây dựng nhà ở tại các luật liên quan nhằm huy động nguồn lực xây dựng từ các nhà đầu tư, các địa phương, sửa đổi bổ sung chương trình kế hoạch phát triển nhà ở theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Chuyển sang thông tin về thị trường du lịch nội địa. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay chứng kiến sự tăng mạnh khách du lịch nội địa. Tại một số nơi đã diễn ra tình trạng quá tải. Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 65 vạn lượt khách, trong đó khoảng 1.000 khách quốc tế. Phần lớn lượng khách trong số này tập trung về thành phố Đà Lạt để tham quan và nghỉ dưỡng. Tỉnh Quảng Ninh cũng đón khoảng 20 vạn lượt khách đến các khu điểm du lịch, cơ sở dịch vụ. Còn với Yên Bái, du lịch trải nghiệm và du lịch sinh thái được xác định là thế mạnh dựa trên cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo của 30 dân tộc. Trong bối cảnh địa phương đang trở thành điểm đến mới được khách du lịch ưa chọn, các địa phương, đơn vị và người dân tỉnh Yên Bái đang củng cố phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm đáp ứng yêu cầu của du khách trong và ngoài nước. Phản ánh của phóng viên Đình Tuấn. Về vùng cao của các trại tỉnh Yên Bái, dịp này ngoài đầm xanh với những triển ruộng bậc thang long lanh như cơm trời và mùa nước đổ, du khách còn được nghỉ ngơi thư giãn trên những khu nghỉ dưỡng săn mát trong lành và thưởng thức những món ăn đặc sắc, đặc biệt là được trải nghiệm cuộc sống thực tế của đồng bào Mông với việc xuống ruộng bậc thang cày cấy, đi suối bắt cá, lên nương trồng trọt, dạy tiếng Anh cho trẻ em trong bản. Anh Nguyễn Khánh Nam, du khách đến từ Hà Nội cho biết: mình đến đây lần đầu tiên thì mình không nghĩ là nó đẹp này đâu. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết, để du khách có thể trải nghiệm sâu hơn về địa phương, ngoài tổ chức festival dù lượn, bay trên ruộng bậc thang mỗi năm 2 lần, huyện cũng đã và đang giới thiệu quảng bá về khu bảo tồn loài và sinh thái phú tạo, di tích bãi đá cổ với nhiều hình khắc kỳ bí, đỉnh núi Cúng bốn mùa bay ở độ cao 2.900 m.
cùng với đó là duy trì và tổ chức nhiều hoạt động truyền thống lâu đời như hội trò dê, hội thi múa khăn, múa khèn, thi giò bánh tày. Phát huy được các cái nét văn hóa truyền thống gắn với ruộng sai, từ đây thì bà con càng giữ gìn hơn thêm và quảng bá ra tới du khách trong và ngoài nước để được đón nhiều du khách đến với mình chạy hơn. Là một trong những gia đình đầu tiên ở thị xã Nghĩa Lộ làm homestay, gia đình chị Lương Thị Hồng Trung ở bản Trao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi mỗi năm đón khoảng 3.000 lượt du khách cũng như các hộ khác ở bản làm du lịch. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất khang trang đúng quy chuẩn, gia đình chị Trung cũng rất chú ý tới việc mang đến cho du khách những trải nghiệm đúng nghĩa của một người dân ở bản. Chị không ngại đưa du khách đi từng địa điểm, giới thiệu từng nét lịch sử văn hóa của địa phương, tổ chức các đêm xòe, biểu diễn dân ca để du khách cùng hòa chung cuộc sống của người dân bản địa. Trong cái thời gian tới này, chúng tôi rất là mong muốn giữ được cái mô hình của mình cũng như là tiếp tục thực hiện cái đam mê của mình là giữ gìn và di truyền được bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Trong năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu đón khoảng 1,1 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 250.000 lượt khách quốc tế. Địa phương miền núi này cũng đang nỗ lực để đưa du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu hiệu quả, đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở ngành và lực lượng tại cửa khẩu thiết lập vùng xanh an toàn với các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất. Phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin. Vùng xanh tại tỉnh Lạng Sơn được đặt thiết lập 3 lớp, một lớp đệm gồm các khu vực đỗ xe ngoài cửa khẩu như khu trung chuyển hàng hóa, khu thủy quan. Lớp thứ hai là lực lượng chức năng quản lý trực tiếp, quản lý các lao động tại các doanh nghiệp bến bãi, các hoạt động dịch vụ tham gia hoạt động tại cửa khẩu. Lớp thứ ba gọi là vùng lõi, kiểm soát các lái xe thuộc đội lái xe chuyên trách. Người, phương tiện, hàng hóa trước khi ra vào khu vực cửa khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ theo ba lớp này với mục tiêu là không để lọt bất cứ trường hợp nào bị nhiễm SARS-CoV-2 vào cửa khẩu, giảm thiểu nguy cơ phải tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa. Thiếu tá Lê Văn Chấp, trạm trưởng trạm biên phòng Trân Thành cho biết triển khai vùng đệm vùng xanh này nó có một vai trò ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cái thời điểm này để đáp ứng được cái nhu cầu phòng chống dịch của Trung Quốc và để giải quyết được những lượng hàng ùn ứ tại cửa khẩu, đặc biệt là đối với hàng nông sản. Và cái việc này nó còn phải phát triển và còn phải dài hơn nữa để các lực lượng chức năng phối hợp với nhau để tham mưu cho các cơ quan cấp trên để tạo được cái luồng xanh ở cửa khẩu được về lâu về dài, mang tính chất bền vững để phục vụ công tác xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc. Cùng với việc triển khai thiết lập vùng xanh, tỉnh Lạng Sơn cũng tăng cường công tác trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây Trung Quốc để triển khai có hiệu quả phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Hữu Nghị Quan, cặp cửa khẩu Tân Thanh, Bò Trải theo mô hình thông quan không tiếp xúc. Việc thiết lập vùng xanh hay việc triển khai các phương thức giao nhận hàng hóa mới trong thời điểm này là những phương án tối ưu trong tình hình dịch bệnh hiện nay và cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Lạng Sơn trong việc nâng cao năng lực thông quan, cải thiện tình hình xuất nhập khẩu. Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan để chỉ đạo các lực lượng chức năng cải tiến quy trình để tận dụng tối đa thời gian thông quan trong ngày nhằm nâng cao hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu, tăng cường cái công tác nắm tình hình chung để phòng ngừa các hành vi tiêu cực phát sinh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt các quy định, chính sách về thương mại biên giới của Trung Quốc, đặc biệt là các biện pháp kiểm tra chất lượng, kiểm dịch an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản, hoa quả để kịp thời phối hợp thông báo khuyến cáo đến các địa phương, các vùng trồng, thương nhân và các doanh nghiệp liên quan được biết. Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội về hộ chiếu vaccine. Cụ thể như sau. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị quán triệt tới từng nhân viên y tế và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị có liên quan đến công tác ký điện tử, chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và hộ chiếu vaccine không được cản trở, gây khó khăn và có các hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và xác nhận hộ chiếu vaccine. Bộ Y tế giao vụ truyền thông và thi đua khen thưởng chủ động thực hiện truyền thông tới toàn dân được biết về quyền được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và hộ chiếu vaccine khi đã tiêm vaccine phòng COVID-19.
các tổ chức cá nhân có liên quan không được gây khó khăn cho người dân trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng và xác nhận hộ chiếu vaccine. Nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bộ Y tế cũng vừa phê duyệt kế hoạch tiêm bổ sung vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều năm nay tại 32 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế lưu ý không tiêm vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều cho những đối tượng đã được tiêm vaccine có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong vòng một tháng trước ngày tiêm. Không tổ chức buổi tiêm chủng vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều cùng đợt với vaccine COVID-19 cho trẻ 7 tuổi tại địa phương. Khoảng cách giữa mũi tiêm vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều và vaccine COVID-19 là 14 ngày. Một thông tin đáng chú ý về sức khỏe trẻ em Việt Nam. Theo thông báo của UNICEF, có tới 29% thanh thiếu niên Việt Nam có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Còn theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 5% trẻ ở độ tuổi vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các triệu chứng trầm cảm, lo âu, rối loạn tâm thần tăng 3-5 lần so với bình thường. Những con số đáng chú ý cho thấy sự nghiêm trọng của việc chưa quan tâm đúng mức đến chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường. Và điều này cần phải thực hiện ngay, không thể trì hoãn. Phản ánh của phóng viên Lê Thu. Stress trầm cảm tuổi học đường có rất nhiều nguyên nhân, nhưng sau đại dịch COVID-19 là thời điểm cộng hưởng, khiến giọt nước tràn ly. Bị cách ly, học online kéo dài, hạn chế giao tiếp, căng thẳng tâm lý trong gia đình như bố mẹ bất hòa, thiếu thốn về kinh tế, quá tải học hành hay căng thẳng khi đối mặt với các kỳ thi, khiến nhiều học sinh mỗi ngày vẫn đầy áp lực, thậm chí có thể rơi vào tình trạng stress trầm cảm. Khi học sinh đi học trực tiếp trở lại, sau thời gian dài học online, những kỹ năng cảm xúc, mối quan hệ cần thời gian để các em hồi phục, bắt nhịp dần trở lại. Theo chuyên gia tâm lý học đường Trần Thị Mạnh Linh, gia đình là nhân tố quan trọng nhất để giúp các con vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý, tránh cho trẻ những trầm cảm stress học đường, hạn chế gây ra những hệ lụy không đáng có. Nhưng khi cha mẹ quan tâm đến con, cần quan tâm đúng cách. Chúng ta nên làm nhẹ một chút, chúng ta sử dụng từ hy vọng với học sinh hơn là sử dụng từ kỳ vọng. Bởi vì kỳ vọng càng lớn thì khi mà không đạt được thì thất vọng càng cao. Và cái điều này sẽ làm cho bản thân các con sẽ gặp khó khăn. Như vậy chúng ta vẫn nên hy vọng, nhưng hy vọng ở những cái khía cạnh mà vừa sức để các con ấy có thể bằng cái năng lực của mình, nỗ lực một xíu thôi là các con có thể làm được. Thì cái nỗ lực trong cái vừa sức đấy thì sẽ cho cả phụ huynh và các con niềm tin yêu, hy vọng tương lai gần. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, trưởng khoa các khoa học giáo dục Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, ở các trường học đã có phòng tư vấn tâm lý học đường nhưng gặp khó khăn do không có biên chế và rất khó tuyển dụng vị trí này. Trên thế giới họ đưa ra những cái mô hình chăm sóc sức khỏe tinh thần theo tầng, theo bậc. Đối với cả những bạn mà có những nguy cơ hơi bị tổn thương và lệch ra khỏi cái chuẩn thì sẽ có những chương trình tư vấn tâm lý giáo dục. Với những cái bạn mà có thể là gặp những cái triệu chứng của lo âu, trầm cảm hoặc là stress nhẹ thì bên cạnh những cái chương trình tư vấn tâm lý giáo dục phải có một số những cái chương trình trao đổi nhóm, qua đó thì rèn luyện năng. Với những cái bạn mà có những cái mức độ lo âu trầm cảm mà nó cao hơn nữa sẽ cần phải có một cái sự tham vấn của các nhà tâm lý lâm sàng và tham vấn bác sĩ về sử dụng một số các loại thuốc để giúp cho hỗ trợ cho cái quá trình điều trị. Trong tiến trình xây dựng trường học hạnh phúc, một trong những yếu tố rất quan trọng là chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh, cho phụ huynh và các bên liên quan trong nhà trường. Nhưng để xây dựng trường học hạnh phúc, cần hiểu đúng về sức khỏe tâm thần và cách chăm sóc sức khỏe tâm thần, cần sự đồng lòng của các lực lượng trong và ngoài ngành giáo dục mà đi đầu là các nhà quản lý giáo dục. Một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần 2.000 tỷ đồng tại tỉnh Hải Dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh triệt xóa. Hiện 13 bị can trong đường dây này đã bị khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo điều tra, Nguyễn Anh Tuấn, thưa quý vị, Nguyễn Tuấn Anh trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội mua mã cốt của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng internet đặt tên là sàn Visa, sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia theo hình thức đa cấp. Thông qua mạng xã hội thì Huy và các đối tượng đã tạo ra các hội nhóm, đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn cách hoạt động, cách lôi kéo người chơi, hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp. Các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương, thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác. Trong thời gian từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Visa do đường dây của Tuấn Anh tổ chức lên tới gần 2.000 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách với xe gắn máy vừa xảy ra rạng sáng nay tại tỉnh Bình Định làm 3 người ngồi trên xe gắn máy tử vong. Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, thu thập thông tin và phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Cũng tại Bình Định, ông Lê Văn Nam, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn xác nhận,
Đến 9 giờ sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước xảy ra vào chiều qua, khiến 3 người trú tại địa phương mất tích. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời lạnh vào đêm và sáng sớm, ban ngày nắng nhẹ, nhiệt độ vừa phải. Mưa chủ yếu diễn ra vào tối và đêm và đang có xu hướng chuyển dịch xuống phía Nam. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, nền nhiệt thấp ở Bắc Bộ duy trì tới khoảng ngày 4 tháng 5, sau đó sẽ tăng dần. Tại các tỉnh Trung Trung Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ tập trung vào chiều và tối. Trên biển đáng chú ý ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với phần tin quốc tế. Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu thăm Thái Lan. Dự kiến ông sẽ có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin. Hai nhà lãnh đạo dự kiến tập trung thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện trên các mặt, nhất là việc phối hợp ứng phó với đại dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 135 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bên cạnh đó, hai bên cùng thảo luận việc tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mới trên cơ sở phối hợp giữa mô hình kinh tế, sinh học tuần hoàn xanh của Thái Lan và chiến lược tăng trưởng xanh của Nhật Bản, hợp tác phát triển thành phố thông minh thuộc hành lang kinh tế phía Đông. Các khoản đầu tư kinh tế của Nhật Bản được coi là chìa khóa cho quá trình công nghiệp hóa của Thái Lan trong 6 thập kỷ qua, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô và hiện đang tìm cách mở rộng sang lĩnh vực xe điện. Về tình hình và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về vấn đề Myanmar và xung đột Nga-Ukraine. Trong đó, chủ yếu sẽ nhấn mạnh yếu tố đề nghị các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, sớm đạt giải pháp hòa bình, toàn diện và bền vững, tạo điều kiện thiết lập hành lang nhân đạo. Trong vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2021-2024, Thủ tướng Thái Lan cũng sẽ trao đổi với Thủ tướng Nhật Bản về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Nhật Bản vào năm 2023 tại Nhật Bản. Sau chuyến thăm ba nước Đông Nam Á gồm Indonesia, Việt Nam và Thái Lan, Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Italia và Anh từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 5 tới. Trong ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, cuộc biểu tình tại thủ đô Paris đã nhanh chóng trở thành cuộc đập phá của một số đối tượng cực đoan. Khoảng 116.500 người đã đi biểu tình vào ngày hôm qua ở Pháp. Hơn 50 người bị cảnh sát bắt giữ, 8 cảnh sát và lính cứu hỏa bị thương. Đó là con số mà Bộ Nội vụ Pháp đã đưa ra vào cuối ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Nhà chức trách ước tính có khoảng 300 tên côn đồ cực tà tham gia vào các cuộc biểu tình. Những người này mặc đồ đen, quấn khăn, bịt mặt, đeo găng đập phá và lục soát một số cơ sở kinh doanh trên đường đi. Không những thế, các đối tượng này còn đập phá các thùng rác, nhà chờ xe buýt, châm lửa đốt đồ vật trên đường phố, gây ra nhiều thiệt hại và các vụ hỏa hoạn. Tại thủ đô Paris, khoảng 1.500 thành viên của lực lượng cơ động đã được huy động, chưa kể các lực lượng cảnh sát khu vực và các lữ đoàn cơ giới để chấn áp bạo lực cơ giới. Theo báo cáo ban đầu từ văn phòng công tố Paris, khoảng 50 đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ, có 8 cảnh sát và lính cứu hỏa bị thương. Nga vừa cáo buộc phương Tây chiếm giữ hơn 300 tỷ đô la Mỹ của nước này, trong đó phần lớn là tiền thanh toán cho dầu và khí đốt. Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết tập đoàn năng lượng Gazprom của nước này buộc phải nhận các khoản thanh toán khí đốt thông qua các ngân hàng của phương Tây. Hiện các khoản tiền này đang bị phía phương Tây đóng băng và có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Vì vậy, Nga đề xuất việc thanh toán tiền khí đốt và dầu khí sẽ phải chuyển đổi thành đồng rúp chứ không phải là đồng euro hoặc là đô la Mỹ. Khi được chuyển đổi thành đồng rúp thì phương Tây sẽ không thể chiếm giữ được tiền của Nga. Hôm qua, 6 quả tên lửa đã rơi xuống gần nhà máy lọc dầu ở thành phố Erbil, miền Bắc Iraq. Những tên lửa này được phóng từ tỉnh Nineveh và rơi xuống gần một nhà máy lọc dầu. Vụ tấn công không gây thiệt hại hoặc thương vong. Trước đó, vào ngày 6 tháng 4, khu vực nhà máy lọc dầu này cũng đã bị 3 tên lửa tấn công. Được biết, nhà máy lọc dầu này thuộc sở hữu của một doanh nhân người quốc Iraq. Vào tháng 3 vừa qua, thì Iran đã phóng về phía Erbil, khu tự trị người quốc Iraq, hàng chục quả tên lửa. Đã có một người bị thương trong cuộc tấn công này. Về thỏa thuận hạt nhân của Iran, Iran đã cam kết sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 cho đến khi các lợi ích quốc gia của nước này được bảo vệ hoàn toàn và toàn diện.
Theo người phát ngôn chính phủ Iran Jaromi, các cuộc đàm phán hạt nhân là một trong những ưu tiên hàng đầu của Iran. Iran sẽ tiếp tục nỗ lực trong khuôn khổ các cơ chế ngoại giao quốc tế cho đến khi nước này bảo vệ được lợi ích kinh tế và quyền hạt nhân của mình. Ông Jaromi cũng cho rằng Mỹ gần thừa nhận thất bại của cuộc đàm phán hạt nhân ở Viên. Vào năm 2015, Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện với nhóm P5+1, gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức. Tuy vậy, đến tháng 5 năm 2018, dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, khiến nước này từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận này. Trong gần một năm qua, Iran và các nước gồm Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Quốc đã tham gia đàm phán trực tiếp tại Viên nhằm khôi phục thỏa thuận lịch sử. Mỹ tham gia gián tiếp thông qua vai trò điều phối của Liên minh châu Âu-EU. Mục đích chính của các vòng đàm phán tại Viên Áo là để đưa Mỹ trở lại thỏa thuận, trong đó có việc thuyết phục Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran và ngược lại, đưa Iran trở lại tuân thủ các cam kết. Tuy vậy, các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng khi Mỹ và Iran tiếp tục đổ lỗi cho nhau, gây đình trệ. Cuộc sống đang dần trở lại bình thường sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19. Trên thế giới, ngày càng có nhiều nước tiếp tục dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Liên Hợp Quốc, các nước vẫn cần mở cửa một cách thận trọng nhằm mang lại lá chắn vững vàng cho thế giới trong hành trình trở lại cuộc sống bình thường. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, trên thế giới, hàng loạt quốc gia từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ đã chọn ngày 1 tháng 5 là thời điểm bắt đầu áp dụng các quy định nới lỏng hoặc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19. Tại châu Âu, từ ngày 1 tháng 5, các nhà hàng, quán bar và cửa hàng tại Hy Lạp không yêu cầu chứng nhận tiêm phòng. Bulgaria đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế nhập cảnh đối với du khách quốc tế. Đức ngừng áp dụng quy định kiểm dịch bắt buộc đối với những người mắc Covid-19. Tại châu Mỹ, Chile đã mở cửa trở lại tất cả các đường biên giới trên bộ từ ngày 1 tháng 5. Ngày đầu tiên của tháng 5 cũng đánh dấu việc COES dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch Covid-19. Đeo khẩu trang không còn là yêu cầu bắt buộc, cả ở trong nhà lẫn ngoài trời. Tất cả người nhập cảnh không phân biệt tình trạng tiêm vaccine ngừa Covid-19, cũng không bắt buộc phải làm xét nghiệm PCR. Còn tại Đông Nam Á, du khách đã được tiêm chủng đầy đủ khi nhập cảnh Thái Lan không phải xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Malaysia cũng áp dụng quy định tương tự, trong khi bảo hiểm du lịch không phải là điều kiện tiên quyết đối với người nước ngoài nhập cảnh. Đây là những ví dụ rõ ràng cho thấy thế giới đã đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc chiến với virus SARS-CoV-2 để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, các quốc gia vẫn nên duy trì giám sát các ca mắc COVID-19. Mối đe dọa về một biến thể mới nguy hiểm vẫn hiện hữu và thế giới vẫn chưa hiểu biết về những hậu quả lâu dài đối với các trường hợp đã khỏi bệnh. Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây nhất, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh. As many countries reduce testing, giờ vẫn chưa phải là lúc chúng ta sao nhãng virus SARS-CoV-2, cũng như nguy cơ chúng tiếp tục biến đổi. Thực tế là chúng vẫn đang gây chết người trên khắp thế giới. Thực tế là chúng ta đang dần giảm theo dõi loại virus này khi chúng ta giảm xét nghiệm. Chúng ta vẫn nên duy trì các giải pháp thận trọng trong giám sát dịch bệnh. Liên minh châu Âu là một ví dụ. Họ vẫn duy trì các biện pháp thận trọng đối với mỗi nguy cơ có tính chất tập thể này. Và tôi cho rằng quyết định của họ dựa trên các bằng chứng khoa học và dữ liệu đúng đắn. Tại Mỹ, tiến sĩ Deborah Burke, điều phối viên ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng